Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video ngắn để chia sẻ về các cái linh kiện đi kèm cũng như là các cái chức năng của chiếc máy vừa mới ra của hãng UQL, là chiếc máy UQL PR5. Như các bạn thấy, đây là chiếc máy có thân màu ghi xám rất là đẹp, thiết kế là vỏ inox. Các cái chức năng ở trên máy được thiết kế và được dịch bằng tiếng Anh này. Thứ hai là có các cái ký tự biểu tượng giúp cho chúng ta, là nếu mà không biết các cái ngôn ngữ này thì mình cũng có thể sử dụng lâu dài thành thói quen. Và đi kèm với cả máy thì sẽ là một chiếc thân máy này, một chiếc cối này bằng thủy tinh chịu nhiệt dày 8 ly, chịu nhiệt 140 độ nhé. Một chiếc nắp, thì nắp ở đây gồm có hai phần, đấy là một chiếc nắp to và một chiếc nắp nhỏ. Một chiếc nắp to và một chiếc nắp nhỏ bên trên. Đây là một chiếc cối để mình dùng để xay đá này, hoặc là để dồn đồ trong quá trình xay. Mình muốn đảo đều các cái nguyên liệu trong quá trình xay mà bị đầy ý, thì mình có thể dùng chiếc cối này. Và đặc biệt là thiết kế có thêm một chiếc sửng hấp để mình sử dụng hấp những cái đồ mà mình muốn. Ở đây thì máy đang hiện lên lỗi E1, là vì sao? Mà vì mình chưa lắp cái cối vào với thân thì máy sẽ hiện lên lỗi E1. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Đây, mình lắp cối. Sau khi mình lắp cối thì cái phần nắp của mình cũng cần phải lắp chặt, lắp khít. Đây, mình cần phải lắp khít. Sau khi mình lắp khít xong thì máy sẽ hoạt động được bình thường. Thì ở đây chiếc máy UQL PR5 nó khác với chức năng khác với UQL PR10 ở điểm đấy là như các bạn thấy là UQL PR10 thì các chức năng hiển thị mình sẽ bấm cảm ứng trực tiếp vào từng chức năng. Còn với UQL PR5 thì bây giờ mình sẽ thực hiện các thao tác như sau nhé. Đầu tiên là bấm nút Start thì là các chức năng sẽ sáng. Sau đó mình bấm vào nút con trỏ này để điều khiển các chức năng này. Ví dụ như đây là chức năng nấu sữa hạt thì nó sẽ xay nấu trong 25 phút này. Tiếp theo là chức năng nấu cháo này, là sẽ nấu trong vòng 20 phút này. Tiếp theo là chức năng hầm canh, hầm súp này. Tiếp theo là chức năng sữa ngô này. Tiếp theo là chức năng nấu cháo này, nấu cháo nhuyễn này. Chức năng nấu súp này, súp cá này. Tiếp theo là chức năng sinh tố sẽ thực hiện trong vòng 1 phút 30 giây này. Đây là chức năng smoothie, là đá bào này, sẽ thực hiện trong vòng 1 phút 50 giây này. Tiếp theo là chức năng này hoàn toàn mới của chiếc PR5 và là một điểm rất được đáng lưu ý. Đấy là chức năng green. Green này là chức năng xay lạnh, có nghĩa là xay và không nấu đối với các cái hạt dinh dưỡng mà chúng ta không muốn nấu lên, mà chúng ta chỉ muốn xay thôi, thì mình sẽ chọn chức năng green. Tiếp theo là chức năng cook, là chức năng nấu. Thì đối với chức năng này mình sẽ sử dụng đến chiếc sửng hấp này. Ví dụ như bạn muốn hấp đồ và không muốn xay ấy, thì mình sẽ cho đồ vào trong cái sửng và mình sẽ lựa chọn chức năng cook. Thì chức năng này sẽ giúp cho bạn chỉ nấu và không có thao tác xay nữa. Chức năng clean là chức năng vệ sinh, giúp cho sục các cái bẩn ở trong hốc của lưỡi xay. Bởi vì là khi mà mình vệ sinh thì những cái phần bẩn ở trong đó mình có thể mình sẽ không vệ sinh hết được, thì mình sẽ sử dụng chức năng này. Và chức năng này với cái tốc độ xay của mình thì nó sẽ giúp cho những cái bẩn đấy bắn ra ngoài trong quá trình mình thực hiện thao tác ở nút clean này. Tiếp theo là chức năng stay warm, là chức năng giữ ấm. Thì máy sẽ giữ ấm trong vòng 30 phút nhé. Đấy là giới thiệu qua về các cái chức năng của máy. Tiếp theo đấy là về cách thực hiện như sau này.
mình bấm nút start này, sau đó mình bấm trỏ này, mình chọn chức năng ví dụ soi pin là sữa hạt, sau đó mình tiếp tục bấm start. Như thế là máy sẽ thực hiện xay nấu, rất là đơn giản chỉ thế thôi ạ. Tiếp theo ấy, mình giới thiệu về cái thời gian, bốc thời gian và tốc độ ở trên phần thanh công cụ bên trên. Thì với tốc độ ấy, mình chỉ cần start, mình bấm tempo thì sẽ tăng lên đến tốc độ F9 là cao nhất. Sau đó mình bấm start thì các chức năng này sẽ thực hiện trong vòng 1 phút. Đấy. Tiếp theo là chức năng book thời gian. Ví dụ như mình chọn chức năng là xay sữa hạt này. Sau đó mình sẽ chọn book thời gian. Ví dụ như là mình muốn 4 tiếng nữa. 4 tiếng nữa hoặc là 9 tiếng nữa mình sẽ nấu. Thì mình sẽ chọn book thời gian, sau đó mình bấm start. Thì cái thời gian này nó sẽ chạy ngược về từ 9 tiếng về đến mức 0. Và sau 9 tiếng đó thì máy sẽ thực hiện xay nấu. Thì với cái book thời gian này mình book tối đa được 24 giờ. Tuy nhiên là với các cái hạt ấy, mà ngâm lâu trong nước dễ dẫn đến là bị chua và bị hỏng. Nên là mình khuyến cáo với cái chức năng book này thì mình không nên book lâu quá 3 đến 4 giờ. Bởi vì là ngâm lâu như thế thì dễ dẫn đến chua nguyên liệu ấy, và làm cho món của mình nó bị hỏng và không tốt cho sức khỏe. Đấy là mình giới thiệu sơ qua về chiếc máy này.